Ủa đứng đây mày mày không máu luôn mày, đéo chết mày. Đập đá hay sao tức ghê vậy? Chạy lồng má giờ này ai đập đá nữa ba? Tào lao rồi đó. Bậy rồi đó. Vào tóc tóc làm lại. Đúng 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 đúng. Đúng bây giờ nè đợi men đông đông lên đã, anh em chia sẻ đi. Anh em mình copy cái đường link này dán lên Facebook cái đi. Đó, để cái tiêu đề là gọi là đổ má dẹp loạn TikTok lồng má. Tối nay anh em mình sống chỉ cần gọi là 100 thằng thôi. 100 thằng cầm hai cái điện thoại trên tay thôi. Đỉ má nó mình quýnh gọi là bấy giấy thiên hạ trời mây luôn. Cái gì đồ sáng mấy này hả? Mày điên quá cái lồng má mày chơi game mà đi đồ sáng người ta. Mày khùng hả? Đủ má mày chơi game, mà mày đi đồ sáng người ta. Ê bậy rồi đó, thằng lồn côn lôn mày ẩu rồi đó. Côn lôn mày ẩu rồi đó, côn lôn. Rồi đủ mạng côn lôn mày hơi ẩu rồi đó. Mày ẩu rồi đó, trời ơi. Trời ơi trời. Tiền, là bằng đạo tiền là không có muốn gọi là hạ hạ sang giới đầu. Con mẹ đó tiền. Ngài làm gì mày đây mà mày làm gì mày quýnh đó. Chơi game á, người ta chơi game của mình, người ta treo máy nè. Đó, anh em biết cực khổ lắm không mà đủ má anh em hở gặp người ta cái anh em kêu giết vậy. Đủ mẹ chơi game mà kêu giết. Ê ê, lỡ tay. Trời ơi, trời. Gây ra tiền. Xin lỗi. Tiền là tiểu đệ không có bốn đâu. Con mẹ đó tiền. Tiểu đệ không có bốn. Không có bốn gọi là như vậy bà. Gây ra tiền. Xin lỗi gì à, tiền lòng là không có muốn đâu bà. Nghe bà, nghe Bill à, đừng có nghe mấy lồn này. Đừng có nghe mấy nó, mày nói xạo lắm. Nghe có thấy không hả, nó mới vừa suối anh kìa lại đại khai sáng giới đó. Tao vừa xài hai máy tính, hai điện thoại. Đồ má được rồi nha, nhưng mà nè, ngày hôm nay anh em chúng ta gọi là gom cỡ được 100 quân đi. 100 quân đi rồi anh em chúng ta đi đại khai thế giới gọi là TikTok. Lòng phía nào hả bớt đi, hiệu hỏa yếu chích mẹ luôn mày thấy hả? Đúng rồi, đội quân mít rè của anh đâu hết rồi. Gom anh em vô đà. Gom anh em vô, trời ơi mới có 69 thằng đang coi vậy. Mấy lồn sao mà ngủ kỹ quá đi. Dậy đi mấy ba. Vậy đi mấy ông đội. Lên chợ đen cái coi. Đồ má mấy khứa này còn bán đồ trên đây nhiều quá đi. Đúng rồi, nghe đừng có nghe mấy lời mấy lòng đó tiệt. Tiệt nó chỉ dụ em thôi. Đừng có nghe lời tụi nó. Mấy lòng thì ghê lắm. Tú tao có 10k chơi Võ Lâm thành VIP. Được không Tú, cái lòng má mày 10.000 ăn cơm còn không no nữa mà đòi chơi game thành VIP. Mày tiệt, cái câu hỏi của mày tiệt đủ má, giống như là mày hỏi tao gọi là có 100.000 có thể nào gọi là đi gọi là cấp khắp gọi là thành phố hay không. Hỏi cái lồng má nó nãy giờ tao không muốn trả lời rồi, có 10.000 à, ta nói rồi, mấy lồng có tiền á thì mới làm phiền được thiên hạ. Mày không có tiền mà đòi làm phiền thiên hạ, đủ má tiệt. Mày có tiền đó chứ mà có 10.000 thôi, chửi sơm quá mày. Sơm cái lồng, đậu má bây giờ gom nè. Gom anh em lên đi nè. Bởi mày bay đéo cái nhiệt tình cái lồng vậy thì lấy cái lồng gì mà có người đi quậy đây. Tụi bay mới nhiệt tình lên chút xíu coi, mỗi thằng lấy cái điện thoại ra nữa. Đó, mỗi thằng móc cái điện thoại ra, chơi hết mình đêm nay. Biết đâu ngày mai rồi là chúng ta không còn chơi được nữa. Ngày mai TikTok có đóng thì sao đây? Không ai biết trước được chuyện gì cả, giống như là Yahoo Excel vậy. Ngày xưa đủ má Sài Gòn 1, Sài Gòn gọi là 10. Nhưng mà sao đây, ngủ một đêm vậy thôi thì coi như là Yahoo đã gọi là bay màu. Thì bây giờ anh em chúng ta hãy nhanh tay nhanh chân copy cái đường link này. Hay không, rủ bạn bè, ông ngoại, bà ngoại gì đó, kêu vậy hết đi. Đồ má hôm nay không ngủ thì mai ngủ. Chứ mà ngày hôm nay không chơi là không còn ngày nào để mà chơi nữa đó anh em à. Uống miếng nước xíu cho đỡ sợ coi. Anh Tú, em like cho anh tận 4 like luôn đó anh Tú. Cái lồn má nhà mày 4 like cũng như là chưa like đó. Mấy lồn này tụi mày đứng kế tao làm gì đây hả? Giết con mẹ nó đi. Đi vậy. Mẹ nó tiệt. Tao bây giờ tao đóng lên rồi. Không còn có lỗi với thằng nào nữa. Đổ má tẩu quả nhập ma luôn trời. Đúng rồi, kêu cái dòng cao họ vô hết đi nè bà. Ngày hôm nay chúng ta gọi là đại cày thế giới. Đồ bá không gọi là không chơi ngày hôm nay thì không còn ngày nào chơi nữa đâu. Copy cái đường link rủ bà con dòng họ vô nè anh em à. Kêu vậy hết.
Nhưng mà ngày hôm nay đà, chúng ta đi chơi là phải gọi là dành hết tất cả gọi là bản năng của chúng ta, mỗi tặng thêm một cái điện thoại nữa. Nếu mà có chuyện á thì lấy luôn cái điện thoại của con vợ, còn không ấy nữa thì kêu luôn cái điện thoại của gọi là bà má vợ luôn. Chắc cứu hết đi nè mà. Trên tay mỗi người hai cái điện thoại, một cái điện thoại coi like và một cái điện thoại chơi TikTok. Và chúng ta sẽ đi dạo hết đêm nay. Gặp cái like của ai thì chúng ta sẽ chơi cái like của người đó. Được không đây? Hả anh em hả? Mù xịt cho lớn chút xíu nữa coi. Dạ. Đúng rồi. Mày mở vài nhạc bất hủ đi mày. Đủ máng. Làm gì có chuyện nhạc bất hủ, chỉ có nhạc cũ mà thôi. Em yêu anh đâu rồi? Tối nay là lấy hai cái điện thoại chơi với anh nào. Không có gì để chơi. Chơi đâu, chỉ một đêm duy nhất. Đúng rồi, một đêm duy nhất nha quý vị ơi. Ngày hôm nay chỉ có một đêm thôi. Ngày hôm nay chỉ có một đêm. Một đêm chúng ta gọi là đại ca xét giấy tôi. Mà con mẹ nó thiệt, anh em của chúng ta sao mà làm trùng bước quá vậy? Mấy lòng này mày đừng có đứng ghế anh nữa. Đứng ghế anh một hồi là anh quýnh bỏ mày mày ra đó. Wow, yeah. Bây giờ nè, anh chị em của chúng ta, ai có hai cái điện thoại và chấp nhận gọi là đêm nay đi càng quét với tôi, cho xin phím một cái điện chị em à. Đừng cho ẩu nha. Ê, cái lồng má nhà mày. Trời, mày giết tao luôn. Trời ơi, cái lồng má nó giết tôi luôn rồi anh em à. Cùng mẹ nó thiệt. Một máy tính, hai điện thoại, chờ Linh. Nói gì con cặc, ok. Thằng lồn Phương Mai Thanh nè. Đủ má. Mày ở đây thì mày nói mít rè giỏi lắm. Lát qua kia mà mày không nói mít rè đó thì bỏ mẹ mày nha. Anh em nào có hai cái điện thoại và ngày hôm nay xuống xét cùng tôi, ngày hôm nay gọi là đi đại ca xét giới cùng tôi, cho xin phím một cái coi mình chơi giờ Thiên giờ Linh như thế này nè, thì gọi là mới làm cho tụi nó gọi là bị xáo động, đi quậy phá tụi nó thôi đây bà. Một đêm nay nữa thôi, ngày mai đố bị bắt rồi không like nữa đâu. Cái lồ má cho mày điên quá đi. Đó, tính ra là ở đây chỉ có tao với mày thôi đó, Thủy Bách à. Ở đây chỉ có tao với mày thôi. Hiện tại ở đây chỉ có tao với mày có hai cái điện thoại thôi. Không còn ai ủng hộ tao mày cả. Hay là bây giờ tao mày kết bái huynh đệ luôn đi hả? Nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nha. Con mẹ đó tiệt. Cả một đống người xem like như thế này. Đó, anh em tôi có rồi. Có 3 người rồi, 4 người rồi, cộng tao nữa thành là ngủ đủ má. Cái là gì đây? Ngủ quái hả? Một cái điện thoại hả? Một cái điện thoại hơi khó đó nha. Một cái điện thoại hơi khó đó. Tại vì anh em biết sao không hả? Một mình tôi không làm nên trò trống gì cả. Phải cần sức mạnh của anh em. Phải cần gọi là sức mạnh của anh em. Biết sao hay không đây? Một mình tôi vô thì không có làm được gì đâu. Mà nếu như chúng ta quá ít đó hả? Thì vô trong đó là sẽ bị tụi nó block ngay lập tức. Còn nếu như mà anh em chúng ta đồng thì chúng ta sẽ giành chiến thắng. Và cần một cái sự đồng lòng từ anh em. Tất cả mọi người đều đồng lòng thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi là dẹp loạn TikTok trong vòng đêm nay. Đó, thằng nào mà có like, thằng nào mà đang like đêm nay thì coi như chúng nó gặp xui xẻo đi à. Sao Diễm bán cho anh Tú tao 10 ly chẹt, bán con chặt đậu má mấy gì sao bán như thằng lòng. Đưa tao cái linh, tao thành một mình tao chấp hết mày điên quá đi. Đừng cái gì vậy mày, đừng có nghĩ là mày đổ má một mình mày chấp hết, không có ổn đâu. Nếu mà tụi mình thua cuộc trận này đó là không có ổn đâu. Ok, bây giờ chơi nhẹ ăn cái nè, bây giờ chơi nhẹ ăn cái nha anh chị em, chơi nhẹ ăn cái nha quý vị. Để tao vô dàn TikTok của tao cái đã. Hôm qua tao có follow mấy đứa rồi, đổ má hôm qua tao có follow mấy đứa rồi anh em à. Con mẹ nó tiệt. Bây giờ anh em đợi tôi chút xíu. Hồi qua tao có follow mấy đứa rồi. Nghe Biêu à, đi cùng anh nè. Tối ngày hôm nay tụi mình đi gọi là